Tiên mình cũng xin chúc tất cả mọi người có một ngày cuối tuần thật là vui vẻ, thật là ấm áp và tràn đầy hạnh phúc. Kính thưa quý vị và các bạn, theo thông tin khán giả yêu cầu mình thì có một cái tình huống hết sức là bất ngờ trong cái drama của chị Hằng. Đó là ngoài cái lá đơn của chị Hằng kiện bên phía Thủy Tiên và Công Vinh, thì hiện tại bây giờ trên cộng đồng mạng lại xuất hiện thêm một cái lá đơn nữa. Và cái lá đơn này mới cách đây cái đợt ta mới cách đây cái đợt thì cái sự việc là như thế nào, đó là lý do mà tại sao mình phải mất hơn 2 tiếng đồng hồ để nghiên cứu vấn đề này các bạn. Đây là một cái tin hết sức bất ngờ, có thể là tin vui cho những khán giả yêu mến chị Hằng, và nó cũng đánh dấu một cái sự việc, đó là lực nhân quả. À, bà Hằng cũng chính vì những cái vấn đề khuất tức trong quá trình làm từ thiện của Thủy Tiên, bà Hằng đã yêu cầu làm rõ về vấn đề này. Tuy nhiên không biết là lý do gì mà bên phía Hà Thủy Tiên đã có những cái cao tay hơn, đúc đơn một kiện chị Hằng, và do tới 10 người kiện một lượt, do đó là đa số đã thắng thiểu số các bạn. Và chị Hằng đã bị bắt tạm giam vào ngày 24 tháng 3 năm 2022. Chỉ còn có 2 ngày nữa thôi. Nếu không tính ngày hôm nay thì chỉ còn có 1 ngày nữa thôi. Tức là hết cái ngày mai thì chị Hằng sẽ bị tạm giam 16 tháng. Cái thông tin thứ hai mà tôi muốn gửi đến với các bạn đó là sự im lặng của bầy cừu. Sau một cái thời gian tung hoành nói xấu về chị Hằng, và nghe nói là thông tin có một số người tung tin rằng á là cái một trong những người bị hại mà đáng thương nhất trong cái câu chuyện này đó là chị Đinh Lan. Nhiều người bảo rằng là chị này đã có vấn đề rồi các bạn, thì chúng ta sẽ nghiên cứu vấn đề này trong bản tin của ngày hôm nay. Ok, mình sẽ ngưng để chào mọi người một tí xíu nhé. Mình xin chào khán giả Mừng Phạm, xin chào anh Trương Tấn Bốn, xin chào khán giả Hoàng Như. Thì thật bất ngờ ở đây á, là trên một cái kênh YouTube của một cái cô người Đức, người Kiều người Đức, đó là cô Hướng Dương. Sau một thời gian yên vắng thì cô này đã quay ngược trở lại. Cái việc nào đầu tiên quay ngược trở lại đây đó là đúc đơn vào kiện Đinh Lan. Và tình trạng chị Đinh Lan 3 ngày hôm nay thì tôi thấy là không có lên video clip gì cả các bạn. Chị này, tôi nói các bạn, chị này hết thể cứ cách 2-3 ngày là lên video một lần, 2-3 ngày lên video một lần, nhưng mà tới đây là cái ngày thứ 3 rồi. Cái ngày thứ 3 rồi, chị không có lên gì cả. Cái lần cuối cùng vào 3 ngày trước, đó là ngày nhiêu? Ngày 19 tháng 7 năm 2023, chị này có lên một video clip và mùng 1 sớm 2, mùng 2 đầu tháng. Tức là nói ngày âm đó các bạn. Tôi Đinh Lan viết bài này ý thông tin về vụ án Nguyễn Phương Hằng và đồng phận. Tôi cảnh cáo các người tấn công tiếp tục với tôi, cụ thể các kênh YouTuber đang bị đề nghị bắt tạm giam 3 người và khởi tố 15 người và đang tấn công tôi. Vì tôi ở quận Gò Vấp mà các YouTuber ở địa phương khác nhau nên thẩm quyền giải quyết do công an quận Gò Vấp là đúng pháp luật. Hôm 17 tháng 7 2023, BC01 Công an Thành phố Hồ Chí Minh có phiếu chuyển lá đơn từ Thanh tra Bộ Công an đến cho Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố về việc tôi đề nghị bắt tạm giam Vũ Văn Thịnh, Lê Thị Thu Hà, Hà Lê trợ lý bà Hằng, Đế Đỗ Thị Hương, chủ kênh Hương Quảng Châu, khởi tố 35 YouTuber hội đồng phạm. Bị can Nguyễn Phương Hằng bị nặng tội thêm vì chính các người hàng ngày lợi dụng vào bà ta để kiếm tiền bất chấp, rồi xin tiền trên mạng và bán hàng như các kênh Hương Quảng Châu, Tuấn Đạt, anh Kiệt dính vô đây rồi, Rất Việt, Phạm Hoàng Khang, Nguyễn Việt Anh, là hai thằng sau sự. Vụ án đánh cha chị Chiên 20%, kênh Chuyện Đời Thường tổ chức cho Vũ Văn Thịnh đánh người, Thanh Quyền Vlog 7, 8, 9, 10, 11, 12, Sơn Sàm, Tam TV, Minh Trí TV, Đinh Hoàng Nhân, Tuấn Bình Dương, Trần Quốc Vũ. Các người còn lương tâm không mà cứ đi tấn công tôi hàng ngày để bà Hằng nặng tội thêm. Và ông Dũng bị con bà Hằng tố cáo đồng phạm. Nếu ngày 24 tháng 3, 2022 khi bà Hằng bị bắt, các người dừng kiếm tiền bất chấp như vậy thì tốt rồi. Không tại sao các người thì bà Hằng đâu có bị điều tra thêm tội làm nhục người khác. Rồi ông Dũng có bị bà Hằng tố cáo không? Tại các người hết mà dùng lợi dụng bà Hằng. Nếu các người yêu thương bà Hằng thật thì hai người đã nộp đơn tố giác tội phạm đi. Các người có quyền
Có đó chứ, kênh Hướng Dương DT ở Đức hay Tony Phạm ở Mỹ là lừa đảo xin tiền thôi chứ tố cáo không có tốn tiền gì đâu. Còn vi bằng hay USB thì không có tốn gì cả, khi lá đơn chưa được thụ lý thì không cần sử dụng. À, yêu cô Hằng hay lợi dụng này để kiếm tiền YouTube để bán hàng hay xin tiền trên trên mạng. Đó là những cái lời mà cái người yêu của anh Bình Lê đó ở quận Gò Vấp đó lên tiếng. Tòa nghị mà hôm trước á, cái chị này nổ với ông Trần Đình Thu rằng á, là chị này lập vi bằng 35 kênh YouTube tốn hơn 2 tỷ bạc. Các bạn thấy nó nói dốc láo ý không? Bởi vì nhiều khi tôi thấy người ta nói quá thì thấy cũng tội nghiệp. Mà cứ lên trên mạng như vậy hoài đó các bạn. À, coi cứ lên trên mạng hoài coi ok. Đó, thì tôi nói các bạn. Bây giờ á, là chị Hướng Dương ở bên Đức. Chị không có nói nhiều nữa mà đúc đơn một kiện rồi. Hôm trước chúng ta đã nói là rồi đó các bạn. Và theo cộng đồng mạng bán tính bán nghi thì có thể là chị này đã bị khóa mỏm rồi các bạn. Khóa mỏm luôn rồi. Khóa mỏm là tốt cho chị đó. Đó, chị mà còn nói nữa là coi chừng. Nhưng mà những cái người này tôi nghĩ là không còn cái bước đường lùi các bạn. Trừ khi họ phải lấy công chuộc tội. Lấy công chuộc lỗi là như thế nào? Tức là trên họ giống như anh Tony Phạm à, phải là người trong kẹt chỉ người ở trong hốc. Tại vì các bạn biết rằng với trình độ như cái chị này không thể nào mà có những cái phân tích mà sắp sắc như vậy. Phải có ai đó cung cấp thông tin cho chị này. Và các bạn biết á, là cái chị này bị thám tử Cao làm nhục ở trên kênh YouTube. Mà chị này chỉ làm một cái YouTube chị bảo rằng là chị chửi cho đã miệng thôi. Chứ chị không có kiện thám tử Cao thì các bạn biết rồi. Và giống như cái lời của Hoàng Kim Dung nói, họ là một cái nhóm và được cung cấp bởi Phan Phong và thám tử Cao. Cái vấn đề này thì tôi để cho cơ quan chức năng khi điều tra về cái vụ án của chị Hằng Ni thì mọi người sẽ rõ. Chứ bây giờ tôi dẫn chứng cái lời của Hoàng Kim Dung nói lên, tôi nghĩ rằng là các bạn sợ các bạn cũng không tin. À, tôi dẫn chứng cái lời Hoàng Kim Dung nói lên đó là toàn bộ tin tức là do những cái người này cung cấp hết. À, nhiều khi tôi nói lên thì mọi người bảo rằng không tin thì thôi, thì để khi mà vụ án Hằng Ni sẽ mà nó diễn ra thì các bạn sẽ biết lúc đó đó là vàng thật không sao lửa hay là nó là xi măng cốt thép, là các bạn sẽ biết đây. Theo cái lời của chị Hoàng Kim Dung này thì họ là một băng nhóm. Ok, xin chào anh Nguyễn Đàm, xin chào anh Bình Lê, chào anh Trần Văn Kinh. Trần Văn Kinh, xin chào khán giả Văn Bùi, xin chào chị Phan Ly. Xin chào Mai Viết Cường, xin chào anh Mừng Phạm. Em có chào sót ai, xin chào anh Lê Xanh, xin chào anh Nguyễn Thị, chị Nguyễn Thị Hoa. Con xin chào cô Phan Ly một lần nữa, xin chào chị Hoàng Như, xin chào anh Trương Tấn Bốn. Tôi nói không phải là để chụp mũ mọi người đâu nha các bạn, mà đó là sự thật. Và còn 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 có một số người nữa mà họ bây giờ họ chạy qua cái drama khác rồi. À, họ chạy drama khác rồi, đó là ai? Là Trần Thị Hồng Thanh. Trần Thị Hồng Thanh. À, và cái ông nào làm phóng viên tùm lum tà la nhiều lắm các bạn. Thì thôi thì tôi nói các bạn á, để khi mà cơ quan chức năng người ta vào cuộc cái sự việc của chị Hằng Ni á,
thì lúc đó những cái mặt nạ nó sẽ bị gỡ xuống các bạn, lúc đó khóc thét đó. Thì tôi đã nói các bạn rồi, rồi tự nhiên ba đưa lối quỷ đưa đường á, thì chị trong cái quá khứ của chị Đinh Lan này nè, chị lại có cái sự ủng hộ của mình đối với cái với chị Hằng. Ủa, với chị Hằng Ni, chị có một video clip mà nói về cái sự việc mà ủng hộ Hằng Ni luôn các bạn. Trời đất ơi, tôi không hiểu nổi luôn các bạn. Mà các bạn có thấy là rõ ràng là có phải là lại ông tôi ở bụi này không, thì nói làm gì nữa các bạn. Cái video clip của chị này là tiếp sức cho Hằng Ni báo Sài Gòn Giải Phóng, thì các bạn lên các bạn tìm nha, cái video clip vẫn còn chưa có xóa. Video clip vẫn còn chưa có xóa, các bạn lên đó các bạn tìm nha. Thiệt nhiều khi không biết, không hiểu nổi đó các bạn, thì không hiểu nổi đó. Thì tôi nói các bạn, họ là một băng nhóm với nhau, băng nhóm với nhau, và chuyện gì đến nó sẽ đến. Là cái chị Đinh Lan này đã nhận một cái lá đơn của chị Hướng Dương rồi, và 3 ngày hôm nay là không bình yên chim hót, không có một cái lần nữa. Các bạn nghe đoạn ghi âm nè. Cái quá trình em đi nộp đơn thế nào không, em nói qua cho mọi người nghe đi. Hôm nay mình bỏ nguyên một ngày đến công an thành phố Hồ Chí Minh để mà nộp cái đơn này. Thì lúc đầu mình không biết nên mình thấy là BC01 cũng như là BC02 đều là tham gia điều tra và khởi tố bà Nguyễn Phương Hằng. Nên mình đầu tiên là mình được người ta hướng dẫn là qua PC02. Thì PC02 lại chuyển mình qua PC01. Và nói chung là mình đi thì hơi vất vả, nhưng mà mấy em trực ban này kia tới rất là nhiệt tình. Rất là nhiệt tình khi mà biết rằng là mình đã. Đó thì cái quá trình đi nộp đơn như thế nào mình cũng đã thông báo mọi người rồi, mọi người có thể là xem lại giùm mình. Còn cái sự việc cái người đẹp bà Đinh Lan này có lên trên của anh Nam Quang nữa, thì cái chuyện là như thế nào, lỡ mình trong vì hợp phố luôn là thế nào, thì cho các bạn xem. Tại hồi hôm qua tại công an quận Lô Vấp, mẹ em gần 80 tuổi rồi, mẹ em mới nói là Đây. hôm nay mẹ em làm cái tờ đơn tố cáo tại trường anh Tú về ba tội. Thứ nhất là quan liêu không khách lạc nộp dân. Thứ hai là coi như là bao che cho tội phạm. Bà tôi già 80 tuổi, tôi nói nhắc lại nha, mấy ông nào mà nghe tôi Đó, chị đâu cho thoát. Đó, khóc lóc van xin lên trên mạng mắng chửi người khác, mà trong khi bản thân nó không có ra gì. Rồi bây giờ bị người ta bóc phốt lên, cái hù dọa người ta, kiện người ta. Rồi lên trên mạng bảo rằng quen với ông tướng này, ông tướng nọ. Cái hôm mình làm từ thiện ở trên huyện Tân Hiệp á, thì mình gặp một cái chú đó cũng lớn lắm nha, cũng có bà con bên phía Bắc Úc thế nào đó, nói bảo rằng là đi từ trên Sài Gòn về tới cái nơi Vĩnh Thuận luôn, thì không thấy có một cái người nào mà phụ nữ mà qua nói chuyện với các bác lãnh đạo hết trơn á. Cái chú này cái bảo rằng á, bắt quá thì nó giống như mà nó bà con xa nó ghé vào nó coi thôi, chứ ai cái tư cách nó là cái gì mà nó nói chuyện với những cái cấp tướng như vậy. Tôi nói các bạn không đừng đừng có tưởng bở, và tôi nói các bạn biết là tôi ở Gạch Giá Kiên Giang, nhà của những cái người đó rất là gần tôi chỉ cần nghỉ một ngày làm việc tôi xuống tôi xác minh là xong. Tôi sợ cái sự xác minh của mình đó làm phiền người khác, chứ hôm trước là tôi đã nói với các bạn rồi, thì bị một cái người vào bảo rằng tôi đừng lừa gạt khán giả, thì cái người đó tôi tức quá tôi chặn luôn rồi các bạn, tôi chặn luôn rồi, tại vì cái tên không đàng hoàng, cái tên ABGCS không mà các bạn, không có tên, cái không có phải là cái tên người bình thường, giống như tên Bình Lê hay là tên chị Lê Ngọc Hạnh hay là anh Kiều Trần thế nào đó, mà để tên AIS thì tôi biết rồi đó là những nick ảo. Thì nói chung đó là 3 ngày rồi, tính thêm cái ngày hôm nay là 4 ngày không có thấy thông tin gì về cái chị này cả. Tôi nói các bạn trên không gian mạng không bị người ta kiện, không bị người ta thưa thì gáy dữ lắm, gáy dữ lắm. Khi mà bị người ta kiện người ta thưa rồi đó, lúc đó mà khóc. Các bạn thấy cái trường hợp thằng thằng Phong Lùng không, Phan Phong ở TV đó, các bạn thấy không, nó cố chài cố biến, nhưng mà nó này không không có dám cãi với những cái người cha nuôi nó, mà nó đưa thám tử Cao vào cãi cho nó, và rồi
đưa người lại tới nhà xác minh tùm lum tà la hết. Tôi nói những cái người đó có phước mà biết hưởng, phải chi đi theo ông đồng anh sau này ông viên tịch cái lụm mấy tỷ sướng muốn chết. Tự nhiên bây giờ ta mới có thử chút xíu à, ta thử ta đầu tiền chút xíu là nói ấy tôi không biết anh là ai đi ra đi đó. Thì tôi nói các bạn những người này đang đang bị rồi đó, đang bị khẩu nghiệp rồi đó các bạn, và lực nhân quả nó đến rồi đó. Nhiều người đã không có đủ đức hạnh để mà che cái tội phạm của mình. Hình như là Vĩnh Bình Nam anh ơi, Vĩnh Bình Nam Vĩnh Bình Bắc đó, em cũng lâu quá không có xuống đó. Hồi năm 2004 á em có xuống một lần, tới bây giờ em không có xuống. Còn hôm trước thì em đi Vĩnh Thuận mà em đi tắt cái đường Cà Mau, do đó em cũng không có nhớ, là xuống Vĩnh Thuận mà đi ban đêm thì em không nhớ gì hết trơn á. Thì tôi nói các bạn á là cái chị này á không biết là vì lý do gì mà chị có quen với những người cấp tướng như vậy đó. Thì đúng ra chị thấy chị Hằng có sai cái gì đó thì chị nhắc nhở cái, rồi chị thấy cái việc từ thiện của chị Hằng không tốt lắm sao, chị có thể là tự hào với mọi người khác rằng tôi ủng hộ chị Hằng vì chị Hằng là cái người làm thiện nguyện và làm cho ở U Minh Thượng nữa kìa, ở Kiên Giang nè, quê hương của tôi là chúng ta nói như vậy đó, có ai làm gì chúng ta. Rồi nhiều người là bảo rằng á chúng ta bợ đích bợ gì đó, tôi nói các bạn xin lỗi nha, nói gì cái bợ đích hay là cái chuyện việc mà đội bô thế nào đó chưa tới phiên phần phần Hun Game Mobile này đâu. Còn mấy trăm YouTuber muốn bỏ đích chị Hằng mà chưa được nữa kìa. Đừng có nói cái chuyện đó với tôi và làm nhục chủng khí tôi, không có đơn giản như vậy đâu. Nó thì tôi nói các bạn khi mà bị rút một cái đơn ra như vậy thì tới ngày hôm nay các bạn thấy 3 4 ngày rồi đó. Từ cái bữa chị Hướng Dương đưa cái đơn tới bây giờ thì tôi thấy là hình như là xong rồi đó. Xong rồi đó. Không biết là ngày mai chị Linh Lan có coi được video clip này nhớ nha. Nha. Nhớ lên lên nói vài lời lên nói vài lời cho khán giả biết rằng mình vẫn còn bình yên. Cái chị Đinh Lan này đã bị báo Thanh Niên đưa lên trên cái việc bắt hụt hết một lần, các bạn nhớ không, rồi gửi xuống và với chị Trang Hàng mà mấy cái chị này quên rồi à, mấy chị này quên rồi các bạn, nó quên rồi, do đó là thừa thắng xông lên cái gì này, thừa thắng xông lên thì tôi nhắc các anh chị nhớ á, là các anh chị bị vô cái sổ bài đen hết một lần rồi, các anh chị chưa có sợ ha. Bây giờ á, các anh chị tưởng á, là khi mà chị Hằng bị tạm giam rồi các anh chị muốn làm gì thì làm, các anh chị muốn nói gì thì nói. Các anh chị nên nhớ rằng luật sư nhà báo Hằng Ni là cái người bị hại trong câu chuyện chị Hằng mà còn bị bắt tạm giam nữa, thì các anh chị nghĩ như thế nào? Đó, thì tôi nói các bạn á, trời cho không thấy trời lấy thì không hay. Tự nhiên cái đang yên đang lành không muốn đâu ha, mà muốn vô cái cảnh này cảnh kia cảnh nọ thì thôi thì chúng ta chờ đợi thử xem chị này ngày mai có lên trên mạng mà thông báo mọi người là tôi không sao không, hay là qua một tuần. Qua một tuần mà chị này mà vẫn như vậy nữa thì tôi nói các bạn là biết rồi đó, biết là chim họa mi đã bị khóa miệng rồi, là miệng rồi đó các bạn. Để tôi tìm cái hình ảnh đó. Mình nhớ mình có luôn một cái hình ảnh đó mà người ta bảo rằng là chị này với chị Trang Khang nó bị báo Thanh Niên á. Để các bạn chờ tí nha, để khán giả vô đông đông tôi chia sẻ cái vụ mà Thủy Tề Thủy Tiên gì đó và cái lá đơn kiện của cái một cái Việt kiều người Đức là chị ghi như vậy á, để các bạn biết là cho người ta tò mò thôi, chứ các bạn biết là đây ở đây là biết chị Hướng Dương rồi. Các bạn chờ tí nha. Sẵn tôi đau về luôn các bạn, bây giờ quá trời nhiều, mỗi một ngày là một tin mà mỗi một ngày là một cái lá đơn thì tôi không biết sao nữa. Đây 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 đây
Đây để chụp cho các bạn xem luôn nha. Tất cả các báo không có nhưng mình trên TikTok còn. Mà đẹp, cũng nhìn kỹ cũng đẹp lắm nha anh Bình Lê. Anh chê anh chê mà chỉ của em hoài. Kỳ cục quá. À, bên bên đây à, đây nè có đủ luôn các bạn, chờ chút có khi nào ngày mai đưa tin này lên thật cái té ngửa luôn, xỉu lên xỉu xuống. Đây 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 đây. Thấy không? Ngày 28 tháng 2 tức là sau cái chị Hằng đi mấy ngày, chị Hằng đi vào bị ngày 24 thì chị này cho 4 ngày. Đó, vào lúc 5 giờ 30 phút chiều. Phụ tùng giao kéo không còn làm căn giả nữa hả? Rồi, tiêu luôn. Đây. Này còn này các bạn, trên báo kia không còn đâu nhưng mà này còn. À đây 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 đây. Tôi nhắc cho các anh chị nhớ một lần nữa, các anh chị bị thoát. À, và cái tôi nhắc anh chị nhớ á, là hôm trước cái chị này chỉ bảo rằng là ủng hộ Hằng Ni. Để tôi lên tôi tìm cái video clip lại các bạn, để tôi lưu lại mới là nguy hiểm quá. Tiếp sức cái gì đó, chị này ghi cái tiêu đề YouTube của chị là tiếp sức cái gì đó tôi quên rồi các bạn. Tức quá trời tức. Đây để mình xem nha, để mình lên trên mạng mình tìm nha. Các bạn chơi chút đi, bữa nay thông tin hay mà, vui mà các bạn. Mình cuối tuần nữa. Đây 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 đây. Để mình lưu cái trang này luôn mới được. Chứ không mất công chị này chị xóa cái chết luôn à. Mình coi tựa đề thôi chứ mình bây giờ là năm 2000 gần 24 rồi các bạn, mình coi tựa đề là mình biết rồi chứ mình không cần đâu. Đây. Đinh Lan đã trở lại sẽ lợi hại hơn xưa để chiếp tức cho bạn Hằng Ni báo Sài Gòn Giải Phóng. Chơi Viber không nha. Đó, đây đây cái video clip còn nguyên nè các bạn. Đó, chạy đâu cho thoát. Bởi vì khi báo Thanh Niên người ta đưa lên cũng người ta cũng có một lý do các bạn. Nhưng mà biết sao được. Thì không hổng gài 3 ngày rồi chim bỏ mi không có hót nữa. Chim bỏ mi không có hót nữa mọi người ơi. Đó. Đinh Lan hay luôn trời. À, chị Đinh Lan này chỉ có 2 kênh lận các bạn ơi. Ý. Tôi không phát hiện nha. Tôi quên. Chị này tới 2 kênh YouTube lận. À như vậy là chị này chỉ hoạt động ở trên cái kênh kia, cái chị quên cái kênh này. Kênh này chỉ có 37 video clip thôi. Cách để giải cơn cuồn cuộn bận rộn như Đinh Lan nè. Đó, chị này chỉ quên. Trời ơi, chết rồi. Chết rồi. Chết thì chị đẹp mà chị làm cái này chết em rồi. Đó, các bạn vào các bạn xem nha. Còn chạy đâu cho thoát. Đó là lý do tại sao mà báo Tuổi Trẻ, báo Thanh Niên đưa lên tin như vậy. Còn cái chị Trang Khàng nữa, nhưng mà không sao, chưa sao. Đó, thì bây giờ nhận được cái lá đơn của chị Hương Dương nữa, thì cái sự việc